cho biết năng lượng liên kết trong các phân tử O2, N2 và NO lần lượt là 494 kJ trên mol, đúng không ạ? 945 kJ trên mol và 607, các bạn có mô tả thông tin. Tính nguyên tiền Tobi chuẩn của phấn N2 cộng O2 gì đó. Rồi chúng ta ghi phương trình ra. N2 này, bạn thấy khí đúng không? Cộng cho O2, chuyển đến khí luôn. Được chưa? Tạo ra 2NO và chuyển tới khí luôn. Rồi. Sau đó bạn tính biến tiền theo bi chuẩn dựa trên cái năng lượng liên kết. Đúng không ạ? Tính delta R H298 mà dựa trên cái năng lượng liên kết ấy, để các bạn nhớ giùm tôi nha. Tính dựa trên liên kết thì các bạn lấy đầu trừ sau. Đúng không ạ? Tổng EB của chất đầu trừ cho tổng EB của chất sau. Rồi cứ như vậy thôi, rất là easy. Rồi chất cầu thì chúng ta sẽ có là O2, N2 trước đúng không? N2 là 945, các con lấy 945 nha, cộng cho O2, đúng không? O2 là 494 bằng trừ cho chất sau, đúng không chưa? Chất sau nè, thì chúng ta thấy chất sau chính là NO đúng không? NO thì hai lần lên NO, NO sẽ là 607. Rồi đó là cái mô tả về năng lượng liên kết N nó 3N, O nó đôi O và N O, đúng không ạ? Rồi ok, liên kết giữa N với O 607. Rồi con lấy máy tính bấm thôi. Ok, lấy máy tính bấm nhé. Rồi chúng ta lấy nhập giống như trang số liệu như vậy. 945 cộng 494. 945 cộng 494 trừ cho 2 nhân 607. 607. Rồi các bạn ra được 225. 225 đúng chưa? Rồi chúng ta ra được 225 kJ. Đúng chưa? Lớn hơn không? Ở đây là một phấn thu nhiệt, đúng chưa? Thu nhiệt. Rồi chúng ta kết luận thôi. Đây là phương trình phấn thu nhiệt. Với vì sao nitrogen chỉ phấn oxygen nhiệt độ cao, tức là khi phấn thu nhiệt các bạn cần muốn nhiệt lượng đủ cao để phá vỡ liên kết giữa N nó 3N và O nó đôi O, đúng không ạ? Nó tạo ra liên kết giữa N với O. Tại vì đây là cái phương trình phấn thu nhiệt nên nó cần một cái nhiệt lượng đó để phương trình nó xảy ra được. Và tại sao là tia lửa điện thì các bạn biết liên kết 3 nitrogen cực kỳ bền vững, phá vỡ liên kết 3 này cần mức nhiệt độ rất là cao. 945 cái kJ trên 1 mol luôn. Okay, ha. Rồi các bạn có gì không rõ chúng ta có thể bình luận bên dưới ha. Ý nhất là do phương trình phấn thu nhiệt này nên cần tia lửa điện. Ý thứ hai là do thằng này là nó nitrogen thu liên kết 3 bền vững nên nó khó bị phá vỡ nên cần mức nhiệt lượng đủ cao. Ok ha, thì lửa đen thì độ cao. Có gì không gọi bình luận bên dưới.